anh Duy, nhớ lại 2-3 ngày vừa rồi anh em á, mình á tập luyện cái gì cũng vượt qua, cố lên, mạnh mẽ lên. Truyền lệnh, nổ súng. Nhanh, nổ lên. Nổ lên, tiếp tục. Bị kẹt đạn, từ từ. Người này về chơi sáng gián đi bộ về. Mà có một chiếc chờ thôi được không? Lỡ đợi rồi, đợi luôn. Đợi không được thì bỏ. Toàn trung đội cơ động theo đuổi triển khai. Xung phong. Vừa hỏi cô xung phong rồi. Không bay nhận đủ. Báo cáo, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu ạ.